hôm nay em sẽ trình bày về sản phẩm của mình. Tại vì đây là sản phẩm mà được chuẩn bị trong một thời gian khá là gấp rút, nên là cái khả năng hội họa của em có hạn. Nên là mong về màu sắc các thứ, thì mong mọi người và các bạn và cô giáo có thể thông cảm một chút ạ. Em xin bắt đầu về phần thuyết trình của mình. Như cô giáo và tất cả lớp nhìn thấy là trên đây là một cái trang cá nhân của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu thì tự là Mạnh Trạch và có hiệu là Trọng Phủ như là tên thế danh của ông đây ạ. Và ông sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 và quê quán của ông là đến từ Tân Thới, Bình Dương, Gia Định. Và ông xuất thân trong một gia đình nhà nho. Cha của ông là Nguyễn Đình Huy, người làng Hồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điện và tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi ông lớn lên thì đã cưới vợ và có hai con. Ở Gia Định thì ông Huy có thêm một người vợ thứ tên là Trương Thị Thiệt, người là Tân Thới, sinh ra 7 người con gồm 4 trai và 3 gái, trong đó ông Nguyễn Đình Chiểu làm con cả. Tiếp theo là về công việc của ông thì ông là một nhà thơ và là một nhà văn hóa. Hiện tại trang cá nhân Facebook của ông thì thu hút rất là nhiều lượt theo dõi, lên tới 1.631.795 người theo dõi. Trong đó thì có 44 thành viên lớp mình cũng đã theo dõi ạ. Và các bạn có thể tiếp tục tìm kiếm trên Instagram của ông. Ông tên Instagram của ông có tên là goodboy1822 ạ. Và được follow ở trên Instagram của ông thì rất là nhiều. Và những cái ảnh, những dòng trạng thái status của ông thì cũng thu hút rất là nhiều lượt chú ý đến từ cộng đồng mạng và kể cả những người nổi tiếng lẫn các bạn trong lớp hay là những chỉ là những người thân bình thường ạ. Tiếp theo thì mời cô giáo và tất cả lớp sẽ đến với một số bài viết của ông Nguyễn Đình Chiểu. Đầu tiên thì cô giáo và cả lớp có thể nhìn thấy một cái dòng trạng thái ông check in ở trường thi Gia Định với dòng caption là đã thực hiện được ước mơ, về thẳng tiến. Và có một cái bình luận rất là vui tính, đó là chúc bro lên đường mạnh khỏe, đỗ đạt nhé, I love you chu cái mỏ. Và nhìn ở đây có thể biết thông điệp bức tranh ở đây có thể gửi đến đấy là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã đỗ tú tài vào năm 1843 khi ông mới có 21 tuổi. Và đây cũng là một cái khởi đầu rất là suôn sẻ của nhà thơ. Tiếp theo, cô giáo và tất cả các bạn có thể nhìn thấy một bài viết khi đây là một bức tranh đây là một bức ảnh ông up lên vào năm 1849 với rất là nhiều lượt like, khoảng 584.000 lượt like ạ. Và bức ảnh có một dòng trạng thái đó là có công mặt sắt, có nghề nên kim, bút lắc chiều. Và ở phần bình luận thì có một nho sĩ đã thông báo rằng Chiều ơi mẹ mất rồi về đi. Đây một cái thông báo rất là giật gân đối với cụ Nguyễn Đình Chiểu khi mà đang trên đường đi vào Huế thì đã nhận một tin buồn từ gia đình, đó là mẹ của cụ đã mất. Thì nội dung bức tranh còn nói là năm 1849 Nguyễn Đình Chiểu trên đường tới Huế dự thi thì nhận được tin mẹ mất. Trên đường trở về thì cụ chính tang mẹ vì khóc nhiều nên hai mắt của cụ đã bị. Tiếp theo đến bài viết thứ 3. Tiếp theo đến bức tranh đến bài viết thứ 3 thì cụ
của Nguyễn Đình Chiểu đã áp lên với dòng trạng thái là hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi trong bóng